Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Ở tập trước thì mình đã có up được một quả trứng rồng zombie và trong thời gian với 2 tập thì quả trứng rồng đó đã nở ra một bé rồng zombie rồi các bạn ơi. Và đây chính là rồng zombie cái nhá. Lần này mình chơi toàn là up ra rồng cái cơ mà. Nhưng mà thôi kệ, rồng cái hay được thì cũng có sức tấn công như nhau cũng như là máu như nhau thôi, nên không cần phải quá là lo lắng. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó chính là cùng tất cả những bé rồng của mình đánh bại con trùm cuối trong thế giới để hoàn thành cái phần chơi này nhá. Nhưng mà bây giờ mình còn muốn đi tìm thêm một quả trứng rồng cuối cùng á, đó chính là trứng rồng Ender các bạn ơi. Đây nè, Ender Dragon Edge mà mình vẫn chưa có tìm được á. Nó thì ở dưới thế giới Dien lận, nên một xíu thì mình sẽ đi tìm nốt quả trứng đó rồi up trong ngày hôm nay luôn nhá. Và trước khi đi tìm trứng rồng cũng như là đánh bại con trùm cuối á thì mình sẽ vô trong nhà để chế tạo một vài thứ trước, vì trong thời gian giữa hai tập mình cũng có ngồi AFK để cắt vảy rồng. Và coi này, đây là toàn bộ số vảy rồng nguyên tố mà mình cắt được. Chắc bây giờ mình sẽ dành hết số vảy rồng này để làm những cái bộ giáp luôn nhá. Ở đây thì mình còn rất là nhiều cái giá treo đồ còn trống nè, nên giờ mình sẽ chế tạo full luôn. Để coi những set đồ nào chết rồi thì mình chỉ cần sửa chất lượng hoặc là sửa lại đồ bền thôi. Chẳng hạn như là đâu, coi nào, ở đây có rất là nhiều giáp rồng nhá. Còn giáp rồng nào chưa chế anh ta? Như hết rồi. Đây là toàn bộ số vảy rồng nguyên tố cũng như là giáp rồng nguyên tố mà mình có thể chế tạo được á. Còn rồng sấm rồng bão táp thì từ từ mình sẽ chế tạo sao nhá. Chứ giờ mình hết vảy mất tiêu rồi, để xíu mình rảnh mình ngồi cắt thêm. Rồi tạm thời thì công việc chế tạo những bộ giáp rồng nguyên tố đã xong. Kế đến thì chắc mình sẽ cắt bớt vảy rồng vô trong lại, rồi sau đó lấy ra những thanh kiếm á. Đây thanh kiếm nè cũng như là cúp và một ít cái ngọc Ender để mình đi tìm trứng rồng Ender nhá. Ngọc Ender ở đây. Rồi uống miếng nước đi, cũng như ăn miếng thịt nhảy tưng tưng để đi cho nó nhanh nhá. Rồi giờ mình sẽ dịch chuyển thẳng một phát qua bên Dien luôn. End Portal nè. Rồi sau đó nhảy xuống và đi xuống dưới thôi. Ôi chết. À đây 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 đây, ở đây có đem mấy bé rồng ra. Tưởng đâu có mấy bé rồng là mệt mỏi á. Giờ thì mình sẽ bay thẳng qua bên kia để mình đi qua cánh cổng đó nha. Đây, bay qua đây một xíu nè. Lẹ lẹ mọi mấy con kia nó bắn hay lại gớt nại như hôm bữa nữa thì mệt. Cẩn thận. Ở đây dễ bị cà khịa lắm luôn á. Rồi, sau đó mình sẽ phóng qua bên đây nha. Phóng qua một cái. Ây dâu, dâu, dâu. Lần nào qua đây cũng chạy ra khỏi cái tòa tháp hết á. Mình chưa dọn xong tòa tháp này nữa. Ây dâu. Ui, gì đây? Ui, mấy bạn thấy mấy con này nó hung ghê chưa? Ui kìa. Ui mấy con này nó hung ghê mấy bạn ơi. Ui. thôi, không kiếm chuyện với người nữa. Giờ mình sẽ cởi bé rồng và đi tiếp thôi. Giờ đi về hướng nào ta? Chủ yếu là mình tìm trứng rồng Ender thôi, chứ trứng rồng Enchant thì mình có rồi. Nhưng mà trứng rồng Ender thì tỷ lệ gặp khá là thấp á. Lâu hoặc là hiếm lắm thì mới gặp được một cái chỗ có trứng rồng Ender cơ. Cái này là mấy pho tượng Enderman. Trong này thì có mấy cái miếng bột mút á, mình có thể lượm về để thùng phụng thêm mấy bé kỳ lân biển cũng được. Nhưng mà thôi đi, mình có mấy em ở nhà rồi. Và con nào hướng này vẫn chưa thấy nữa. Ui, không biết chừng nào mới tìm được. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cố gắng bay thêm một đoạn nữa, coi có đủ may mắn để tìm được cái chỗ trứng rồng Ender không nhá. Vì cái hình dạng tòa tháp nó cũng này nè, phải không? Ui, cái này trứng rồng Enchant rồi. Tìm trứng rồng Ender chứ không phải trứng rồng Enchant. Ok, có trứng rồng lượm về cũng được đi. Rương Suker cũng lượm luôn nè. Đầu rồng lượm về luôn. Đào cái đầu này hơi lâu. Và cuối cùng là lấy cái cánh. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ xuống đây loot thêm một ít cái món đồ nha. Thì vì trong này nó có rất là nhiều đồ xịn như là những cái vũ khí kim cương nè. Đó, mình sẽ lượm về đây một xíu, mình nung ra kiếm thêm kim cương để chế tạo vài thứ liên quan các bạn ơi. Hướng này thì ui, hình như hết rồi sao ấy. Chưa để mình tìm cách mình mình xuống mấy tầng dưới rồi đó. Ui, còn bỏ sót một tầng, không được. Đây nè, cái tầng này chưa nè, nhưng mà không có kim cương. Ở trên này còn một cái rương nữa mình mới thấy luôn. Nhảy qua đây cái coi,
Nó thiết kế cầu thang này khó đi quá à, đi toàn bị té xuống dưới ấy. Nè cái này có được một ít cái giáp kim cương nè. Cái cây xẻng thì chắc mình sẽ không lấy đâu, vì xẻng khi mà mình nung ra nó chỉ cho có 4 cái hạt thôi, và tới 9 cái hạt như vậy mới tạo ra được một viên ấy, nên khỏi lấy đi, mất công quá. Nếu mà xẻng sửa chữa thì mình sẽ lấy về để có gì tách ra thôi. Rương này coi, đó, áo giáp kim cương, quần kim cương nè. Và cái rương cuối cùng được 2 viên kim cương và một ít cái giáp kim cương thôi. Đó, vậy là xong rồi, chủ yếu là mình lấy mấy món đồ kim cương thôi á. Rồi sau đó cắt hết vào trong lại nhá. Và tiếp tục đi thôi nào. Hay. Đi cả buổi trời mà không thấy cái chỗ tháp chứa trứng rồng Ender gì trơn á. Nói chung cái trứng rồng hiếm nhất thì chỉ có thể là trứng rồng Ender các bạn ơi. Tìm rất là lâu thì mới có thể gặp được á. Nhiều khi thì không gặp luôn á chứ. Nhưng mà cứ kiên trì và tiếp tục đi tìm thôi chứ biết sao giờ. Tại vì đó là một trong những ấy. Ui, đây là trứng rồng Enchant rồi. Hai quả trứng đồng Enchant rồi đó. Coi cái rương coi. Giờ chắc mình sẽ lướt đồ nhanh rồi các bạn ơi. Lướt mấy viên kim cương thôi. Trứng đồng thì không cần lấy nhiều cũng được. Lần này thì không có rồi. Ấy á. Rương này coi. Sẽ sẽ không lấy, sẽ không lấy nhá. Cứ gặp sẽ là mà tạm thời không lấy. Và tầng này ui, một đống kim cương luôn. Quay được thực sự luôn á. Và đây là những tầng cuối cùng cho những viên kim cương, giáp kim cương và hammer kim cương nè. Và tầng này thì sao? Tầng này thì có côn nhị khúc bằng bằng sắt hả? Ui hơi bị hiếm á, thường thường trong đây toàn là côn nhị khúc kim cương thôi mà hôm nay còn gặp cả côn nhị khúc bằng sắt nữa. Thôi, tập. Em xin lỗi, em xin lỗi. Các bạn thấy mấy con quái ở đây nó hung ghê chưa? Mình mới xuống có tí xíu thôi à mà nó kiếm chuyện quýnh mình mất tiêu rồi. Kỳ cục kẹo thiệt đó chứ. Thôi để tạm thời mình sẽ đi qua hướng này một xíu. À, đây là cái hòn đảo lớn. À, đây nữa nè. Ui, lại là trứng đồng Enchant rồi. Bây giờ tìm toàn trứng đồng Enchant không luôn á. Cho một ít cái trứng đồng Ender được không? Gì đâu trồng Enchant nhiều dữ vậy. Thằng này coi có bao nhiêu viên kim cương đây. Wow, quá trời kim cương luôn. Nãy giờ đi mới tí xíu thôi mà mình nhặt được cái gần một stack kim cương rồi đó. Một xíu về mình sẽ nung ra hết. Nếu mà đủ thì mình sẽ làm luôn cho bé rồng nhà mình á. Một cái bộ giáp rồng kim cương luôn nhá. Hy vọng là sẽ đủ mang về cho em ấy. Và giờ thì cứ thong thả mà lướt mấy cái tầng này thôi. 20 kim cương nè. Và tầng cuối cùng cho mình thêm 6 viên kim cương, quần kim cương và kiếm kim cương. Các bạn có thích lướt ở dưới đèn giống như mình không? Chứ mình là cực kỳ thích lướt dưới đèn luôn nhá. Đồ kim cương thì khỏi phải nói rồi, quá trời luôn á. Và giờ thầy chắc mình sẽ đi tiếp nhá. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Wow, bay vòng 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 rốt cuộc thì cũng tìm thấy rồi các bạn ơi. Trứng rồng Ender đây rồi. Ôi, suýt nữa thì bổ qua rồi á. được rồi, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chắc bây giờ mình sẽ loot nốt cái tòa tháp này rồi về thôi các bạn ơi. Chứ ở đây cũng khá là lâu rồi đó để đi tìm cái quả trứng rồng Ender siêu hiếm này. Trong này có mấy cái đồ kim cương nè, nhặt nốt và về coi. giờ tới tầng này. Quay quá trời đồ kim cương luôn. Chắc bây giờ về chắc mình giàu to luôn quá. Coi này, cái ba lô mình giờ chắc đầy kim cương, mấy món đồ kim cương này á. Quá là dữ. đi tê xuống tầng kế nào. Tầng này không có rương hả? Vậy là tầng này và một tầng cuối cùng nữa. Đây, vậy là xong rồi đó. Ui, đi ra chỗ khác. Giờ mình sẽ farm thêm Ender để Enderman để kiếm thêm ngọc Ender và dịch chuyển về nhà nhá. Ui. Ui trời ơi, giật hết cả mình ạ. Mới ra trước gặp nguyên cục. Ui, các bạn thấy con chó con này nó hung hãn chưa? Nó chạy nhanh để nó quýnh mình luôn á. Không, thật sự ăn lấy thịt ăn luôn cái tội quýnh mình ha. Mình sẽ ăn thịt nó luôn chứ quýnh 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 mình. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Chứ này nãy giờ ở đây lâu lắm rồi, bị mấy con này quýnh quá trời nè. Bây giờ thì mình sẽ gom hết cái số đồ kim cương mà mình nhặt được ở dưới đèn để đi nung ra nha các bạn. Quay nhiều đồ kim cương thiệt sự luôn á. Rồi cho hết vô đây để cho nó nung ra đi. Kiếm thêm kim cương và xài thôi. À, trên này vẫn còn nè. Đó, và mình được tới một stack và 13 viên kim cương dư lận. Quay nhiều thiệt sự luôn ấy. Cho hết vào trong đi. Lấy ra kim cương thôi. Đó. Vậy là bây giờ mình đã có thể thoải mái nén lại thành những khối kim cương. Cái này 8 hả ta?
tám hay là mình làm luôn cái giáp rồng cho bé rồng đi nhờ. Mình nhớ coi giáp rồng như được làm theo công thức. À không, cái này không phải giáp rồng. Vậy thì sao? Vậy mới đúng nè. Ưu tiên cho bé rồng nhất luôn á. Đây cho em nè, cho em cái áo giáp nha. Wow, vậy là chỉ còn thiếu cái cổ thôi. Và cái cổ coi nào. Mình sẽ bấm theo công thức là Dragon. Và giáp rồng cái cổ công thức là cần 5 khối nha. Vậy thì nó lại quá rẻ rồi. Ở đây mình có bao nhiêu đây? 39 viên hả? Để mình làm nốt cho bé rồng đi. Còn mấy viên còn lại mình sẽ để dành phục vụ trong việc đánh boss nha. Đây đặt theo hình dạng giống như vậy nè. À không, cái này cái đầu thôi. Đây, đây mới là cái cổ. Vậy là bé rồng hoang dã của mình đã full một set đồ kim cương luôn. Wow. Còn bé thì đã full set đồ kim cương rồi nè. Xịn chưa, xịn chưa? Và giờ thì chắc mình sẽ ngồi ở đây chờ đợi cho cái số kim cương này được nấu xong. Và mình sẽ thu hoạch nốt luôn nha. Xem được tổng cộng bao nhiêu viên kim cương nha các bạn. Ây cha, cha đang dẫn mấy số hoang đi chơi mà con rồng này. À, con này cái gà hổm ta. Ê, con rồng kia. Lại đây, lại đây. Ui, đang ăn, đi ăn cá. Hổm sượt này. Đùa với mình, đùa với mình. Đùa hả? Đùa nè, dám đùa ác. Còn nhảy lên trên làm gì? Hổm, mình mới đi ngang thôi mà nó định ăn thịt mình với bé số hoang á. Điều thiệt sự luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lên bờ để cởi bé số hoàng đi xung quanh xíu nha. Hiện tại mình đang bị hương á, mà trời ban ngày không có ngủ được nên mình phải tìm mấy cái nàng tiên bướm để chữa trị. Chứ không rồi nó không có đầy máu được á các bạn ơi. Mình cũng đang hạn chế dùng mấy cái medkit á để dành phục vụ trong việc đánh boss cơ. Hiện tại thì mặt trời gần xuống núi rồi các bạn ơi. Và năm thổ lúc này thì chắc mình sẽ lấy cái quả trứng rồng Ender ra ngoài và up luôn nha. Và để được up được trứng rồng Ender này á, mình cần phải đặt theo hình dạng giống như cũ nè. Đây mình sẽ đặt chồng lên này luôn đi cho nó tiết kiệm diện tích. 9 3 x 3 nè. Và đặt quả trứng rồng lên. Đó, vậy là quá trình up trứng rồng đang được tiến hành nha. Và trứng Ender Dragon Edge thì mới up được, chứ trứng rồng kia mình nhấc vào một cái là nó chạy mất tiêu luôn á. Đâu rồi, mình nhớ mình còn cái quả trứng rồng đâu trong đây nè. Đây, như cái này nè đúng không? Để mình ra ngoài mình ví dụ cho các bạn dễ xem. Cái này là trứng rồng của Vanilla, ấn vô một cái. Ui, up được luôn nè. Ủa, giờ mới, cái gì? Hình như nó vừa update hay sao á. Up được luôn. Ủa, hay vậy? Oh. Vậy là mình sẽ up một lượt hai quả trứng rồng Ender nha các bạn. Có tin vui, có tin vui. Được. Vậy là sắp tới nó sẽ nở ra hai bé rồng Ender cho mình, chứ không phải là một bé rồng đâu. Quá dữ. Rồi giờ thì mình sẽ vô trong nhà ngủ một giấc để cho nó chữa trị lại vết thương á. Cũng như sáng thức dậy thì mình sẽ coi cái lò nung của mình nó nung được bao nhiêu viên kim cương cho mình rồi. Đây. Ủa? Ủa nung hết được hả? Ủa được mà. À, mấy con dao là nó sẽ nung ra mấy cái nugget các bạn ơi. Trời ơi, là phải vứt mấy con dao ra ngoài. Ồ, thì ra là vậy. Dao và xẻng á, thì nó sẽ rơi ra mấy cái nugget nhé. Nên mình sẽ vứt vào cái rương riêng đi. Và nãy giờ nó nung cho mình được 46 viên mỗi bên. Ý, bên này mới có hai mấy viên à. Mà thôi kệ. Giờ mình sẽ sử dụng một ít trong việc chế tạo trước nhá. Để coi nào, để đánh được boss á thì mình cần phải có cái demon gì đó các bạn ơi. Và công thức của nó thì được làm từ kim cương bao bọc xung quanh một cái demon soul stone nè. Và nó sẽ tạo thành demonic soul cube, cái khối triệu hồi những cái con boss nè. Và với khối này á thì mình cần phải kết hợp thêm với hình như là 4 cái khối kim cương nữa. Để bây giờ mình sẽ nén lại thành 4 khối kim cương trước nha. 4 khối kim cương nè, đây là toàn bộ những thứ mình cần để làm cái tế đàn. Cái tiếp thì mình cần phải có một cái chìa khóa kim cương. Và để làm được chìa khóa kim cương thì mình cần phải có trước một cái chìa khóa cái đã. Và công thức của chìa khóa thì cần sao nether nè, sao glazer và cuối cùng là bao bọc bằng những viên kim cương thôi. Theo hình dạng giống như vậy. Đó, vậy là được một cái soul scale rồi. Cái tiếp mình sẽ bao bọc bằng kim cương. Thế là được chìa khóa kim cương. Đó, đây là toàn bộ những thứ mình cần để kiểu như là triệu hồi boss thôi á.
Giờ những viên kim cương này mình có thể để dành chế tạo thêm giáp rồng cho mấy bé hoặc là phục vụ vào những công việc khác của mình á. Và tạm thời thì mình sẽ cắt hết vào trong này nha. Và trước khi đánh rồng thì chắc mình sẽ chuẩn bị đồ trước cái đã. Và đó là một con boss siêu mạnh luôn, nên mình công việc cần hóa đồ là không thể thiếu. Và dự định của mình á, là sử dụng một cái set đồ rồng nguyên tố đi. Ở đây thì có 2, 4, 6, 8, 9 9 set hả ta? Dùng set nào nha? Mỗi set thì đều có công năng riêng á. Như set đồ Aether mình cực kỳ thích, sẽ cho mình tốc độ chạy. Còn set đồ rồng lửa thì kháng lửa. Có nên dùng set đồ rồng Nether không ta? Rồng Nether cũng khá là hay á. Khi mà mình bị dính sát thương thì nó sẽ té lava ra xung quanh á, cực kỳ xịn luôn. Đây để mình biểu diễn thử cho các bạn xem, cho mấy bạn nào chưa biết. Không biết sát thương nó bao nhiêu nhưng mình thấy nó khá là hay á. Rồi, ấy da. Rồi tạm thời ở đây đi. Biểu diễn nè. Bram. Các bạn thấy ghê chưa? Té một cái xuống nghe, té lava ra xung quanh quá trời luôn. Cái đó mà đốt xung quanh thì khỏi phải bàn á, cực kỳ mạnh. Set đồ rồng nước hình như cho thở dưới nước nè. Set đồ enchant thì mình chưa biết công dụng. Terra mình cũng vậy và rồng lá cũng vậy luôn. Mình chỉ mới biết có rồng lửa, rồng Aether cũng như là rồng Nether thôi à. Mà thôi đi, chắc dùng Aether vẫn là tốt nhất. Vì khi mà có tốc độ chạy, mình sẽ dễ dàng tránh né những đòn đánh của boss hơn á. Và đồng thời mình sẽ treo set đồ Nether lại cái vị trí của rồng Aether nhá. Và set đồ rồng lửa hoang dã thì mình sẽ treo qua bên đây. Kế đến thì mình sẽ enchant nó lên thêm đi. Bảo vệ không thì nó sẽ chưa tốt hẳn á, nên cần phải enchant thêm một vài dòng nữa. Gai đâu rồi, gai một nè đó. Cho phản đam nhẹ nhẹ được rồi, cho mấy con nào mà ưa ra kẹo mình á tự quýnh tự lăn ra chết. Nhưng mà hết kinh nghiệm. Mình hết trơn kinh nghiệm rồi, để bây giờ mình sẽ xuống dưới đây mình sửa lại trước nhá. Làm gì thì làm, pull đồ bền nó vẫn tiện hơn các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy cái set đồ ra cho vô bàn, cho vô cái đe nè, sửa lại. Tới cái áo, cái quần nè, đến cái áo, cuối cùng là cái đôi ổng. Và công việc kế tiếp á, là thay đổi chất lượng thôi. Vì một bộ đồ không đơn thuần là enchant là nó sẽ mạnh, thì chất lượng á, nó cũng liên quan một phần đến cái sức mạnh của bộ đồ á. Chẳng hạn như cái này thì nó sẽ cộng cho mình một cái khiên phép thuật. Nhưng mà mình nghĩ là nên lấy cọ tăng giáp thì sẽ tốt hơn. Tăng độ bền á, tăng giáp đi. Giảm tốc độ. Ui, cộng độ bền. Cái này không ra cái dòng Masterful nhờ. Cộng kháng đẩy lùi hả? Thôi kháng đẩy lùi không cần. Nè, Masterful rồi nè. Đó, phải có cái áo như vậy thì mới xịn được. Độ bền thì mình sẽ lấy tạm đi, vì bây giờ mình còn khá là ít vải á, nên sao ta? Cái quần cộng giáp, cái nón cộng độ bền. Ok, mình sẽ thử đổi cái nón coi. Ui, đừng có trừ nha, còn 37 cuối cùng đó. Kiên phép. Độ bền, cái cuối cùng là bị trừ là xong luôn nè. Cái cuối cùng. Ui, may mắn hả? Ok đi. Xài hết bảy rồng mà không được cái chất lượng thì xịn hết hết trơn á. Ok, không sao, không sao, không sao. Giờ thì chắc mình sẽ cất cái khối này vào và chuẩn bị thêm táo vàng nhá. Đánh boss là nhất định phải có táo vàng nè. Medkit thì mình còn bao nhiêu đây ta? Ui, như mình mất cái medkit luôn rồi. Mất medkit rồi các bạn ơi. Để mình lục lục lại đây coi mình còn cái medkit nào không để mình lấy ra mình dùng á. Chứ đánh boss nó mạnh như thế mà không có medkit thì toàn á. Và như mình cũng hết medkit luôn rồi. Ok, không sao hết, để bây giờ mình sẽ làm lại cho mình một cái medkit nhé. Công thức của medkit thì khá là đơn giản thôi, chỉ cần một cái medkit thường và táo vàng cũng như là nước mắt gas là được à. Rồi mình vừa ngủ dậy cũng như là chuẩn bị thêm một ít cái khóa diềm thạch á, để mình có thể làm được cái tế đàn triệu hồi boss đấy các bạn ơi. Và dàn rồng đánh cùng mình trong ngày hôm nay gồm có rồng Aether này, rồng lửa, rồng băng, rồng Nether, rồng Terra, rồng nước, rồng Enchant này, rồng bão táp, rồng sunlight và cuối cùng là rồng lá nhá. 10 em rồng này thôi, mình sẽ cố gắng hợp tác cùng nhau á, và đánh bại con boss mạnh nhất trong thế giới nhá. Còn bé rồng zombie còn bé nên thôi tạm thời thì cho em ở nhà đi chứ không có đi theo được. Mà hai quả trứng rồng thì mau chóng nở nhá, hy vọng lúc mình về thì hai quả trứng này sẽ kịp nở để mình còn bắt gặp được cái khoảng cách đó. À, giờ thì chắc lên đường thôi nào. Con boss đó thì nó sẽ không ở trên mặt đất để triệu hồi được, mình phải xuống tiếp ở dưới Nether cơ. Ở dưới nó cũng sẽ nhiều mối nguy hiểm hơn á, nhưng mà đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.
Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau lên đường để đánh bại con boss đó nha. Nhưng mà công việc đầu tiên của mình là chạy khỏi khu này trước cái đã. Thằng nào cũng phải xuống đây phải chạy khỏi mấy con quái vật kia trước. Chắc mình sẽ làm cái tế đàn đó trong đây luôn nha. Cũng được á, khi mình làm xong tế đàn thì nó sẽ tự động phá hủy xung quanh để mình có nhiều chỗ trống hơn. Nhưng mà không được, suy đi nghĩ lại thì cũng không nên, lỡ mà nó dọn luôn cái cổng rồi sao mình về, đúng không? Nên tốt nhất là đi chỗ nào xa xa tí. Nhưng mà đi xa thì lại bị quái vật làm phiền. Kệ mấy con quái vật, mình không quan tâm, mình chạy trước. Làm gì làm, mình chạy trước đi. Ai vô. Nhịn là không phải ta đánh không lại nha. Ta không muốn mất nhiều thời gian với các ngươi thôi. Đừng để mình quạo lên rồi mình quýnh. Con này lì lì, mình không muốn quýnh đâu mà cứ khịa khịa hoài. Thì cái tình á. Rồi giờ thì lên đây và chắc làm tế đàn luôn nha các bạn. Ê, chưa anh bạn ơi. Ở đây có nhiều con quái vật nó định cà khịa mình đúng không? Phải tranh thủ tiêu diệt mới được. Rồi đầu tiên là mình sẽ đặt trước một cái trụ 2 ô như vậy nè. Và đặt cái khói triệu hồi bó lên phía trên. Kế tiếp làm thêm 4 cái trụ khác nữa ở 4 góc nha. Ở đây và cuối cùng là ở bên này. Và cái trụ này thì sẽ cao khoảng 3 ô nha các bạn. Và đặt trên cùng nó là những cái khói kim cương. Đây mình có đủ 4 khói kim cương để đặt phía trên. Và công đoạn còn lại là đặt thêm 2 khói phía trên cùng. Rồi đó, vậy là xong rồi đó. Ở đây mình đối đầu với hai vấn đề lận á. Thứ nhất là con boss sắp sửa mình chịu hồi nè. Thứ hai là nhiệt độ á, giờ mình đang rất là nóng rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì kích hoạt lên thôi. Đó. Ủa, các bạn thấy nó dọn chiến trường chưa? Ui, chui hết có đàn em nó cà khịa mình rồi. Boss nó sắp sửa xuất hiện nữa các bạn ơi. Cái đấu trường nó triệu hồi xong á thì con boss nó mới ra á. Không biết con boss nằm hướng nào nữa. Thường thì chắc boss sẽ nằm ở giữa ấy. Ui, trên kia còn có lava nữa. Đi ra, cho ta coi con boss. Nó. Chuẩn bị. Ui, nó ra rồi. Ai. Anh trái táo cái đã. Đi ra mấy con nhóc nhẹn. Đi ra chỗ khác. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ triệu hồi mấy bé rồng ra nhé. Một em, hai em, mình triệu hồi nhanh mới được không thôi. Em rồng bị tấn công nhiều, tỏi mấy em. Ba em nè. Bốn em. Năm em. Em thứ sáu. Ấy da, em thứ sáu. Em thứ bảy. Em thứ tám, lẹ lên. Em thứ chín, và em cuối cùng. Rồi, giờ có thể tác chiến rồi đó. Mình sẽ cưỡi một em nhá. Này, cưỡi đại em này đi. Ui, nhiều em rồng quá, nó bị lát luôn rồi. Không biết có đánh lại không nữa, nhưng mà mình sẽ thử. Ê, cái nỏ bị lát luôn rồi đó. Ui, giờ kiểu như chiến đấu trong tình trạng slow motion vậy đó các bạn ơi. Đánh nó chậm rì à, nhưng mà mình sẽ phun lửa nó. Coi phun lửa có xi nhê nó không nhá. Nếu không xi nhê thì mình sẽ đổi chiến thuật đánh khác thôi. Chứ giờ tạm thời mình chỉ đánh theo cách truyền thống, đánh cách thông thường á, là phun lửa trước. Ui, nó khó chịu quá à. Đấy, các bạn thấy chưa, mới có 10 em rồng thôi mà nó đã bị delay giống như vậy rồi. Mình đem hết vàng rồng ra chắc nổ máy luôn á. Ủa sao lát như ta. Ok, đó bây giờ mình sẽ đợi coi tình trạng lát này có giảm bớt không nhá. Rồi mình sẽ tìm cách đánh con boss này tiếp nha các bạn. Ý định cho mấy bé rồng đánh nhau cùng mình có vẻ không thành công rồi các bạn ơi. Vì khi đánh như vậy thì nó sẽ rất là bị delay á. Nên thôi, giờ thì mình sẽ đánh trực diện với con boss này luôn đi. Và vừa đánh vừa hồi máu thôi chứ biết sao giờ. Đó. Đánh bao nhiêu mình sẽ hồi máu lại bấy nhiêu nhá. Không có việc cho mấy em rồng mình thể hiện rồi. Nhiều rồng quá thì nó sẽ bị giật lát á các bạn ơi. Nên có gì các bạn thông cảm giúp mình. Mình sẽ uống miếng nước đi, vì ở đây nóng quá nên rất là mau khát. Rồi, uống nước xong và mình sẽ tiếp tục chiến đấu. Nãy giờ thì mình đánh cũng được một mớ máu của con boss rồi đó. Mình cứ kết hợp xen kẽ với hai thanh kiếm này. Ai da. Và di chuyển liên tục xung quanh nó. Ôi. Cẩn thận, không thôi là chết đấy. Ui, và giờ đã tới hiệp 2 rồi. Hiệp 2 thì có mấy con đệ của nó nữa. Phải đánh đệ của nó để tránh trường hợp bị làm phiền. Mình sẽ đánh đệ của nó. Mấy con này đi ra chỗ khác. Đi ra không. Nó có hai con đệ thôi, cố lên. Mình đánh đệ nó trước. Rồi, đệ của nó đã xong. Giờ mình sẽ tiếp tục đánh nó. Ui, ban đầu mình cứ tưởng con boss này sẽ rất là khó đánh ấy. Mình phải nhờ sự trợ giúp của nguyên đàn rồng của mình. Nhưng mà thật ra con này nó cũng không quá khó khi mà mình đã cường hóa đồ lên thật là xịn đó các bạn ơi. Đó, giờ mình đã có thể thoải mái gây đam nó bằng song kiếm băng lửa nè.
À, khi mất máu nhiều thì mình sẽ sử dụng cái medkit để chữa trị lại là xong. Tính ra mình còn dư cái đồ chơi cơ. Đây, ăn thêm trái táo vàng, miếng thịt nhảy tưng tưng để chạy nhanh. À, vậy là hết sảy liền. Quay vào đây là một một con đàn em của nó nữa, đóng băng luôn. Đàn em hả? Và các bạn có biết tại sao mình đánh con này nó không mất quá nhiều máu không? Vì bây giờ mình đã có được cái dòng mà hút máu á, thanh kiếm mình hút máu cực kỳ nhiều luôn. Nhiều khi nó quýnh mình một mà mình hút lại hai á. Nên thổi con gà mái nhá. Và hiệp 2 chắc cũng sắp kết thúc rồi đó, chuẩn bị cho hiệp 3 thôi. Ui, nó hút đàn em nó lên trên luôn kìa. Ui, ghê thiệt đó chứ. Và khẩu súng trước ngực nó bắn thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ đau. Dám nè, dám tác quái ở đây. Nhưng mà sao cái đấu trường bự như vậy nó không di chuyển ta? Ê ê ê à, ở đây còn hiệp 3 là sẽ có một con quái vật đợt trước. Đợt trước mình vừa triệu hồi với hang nè. À, đợt 3 có con này nữa hả? Hai ba con luôn với một con luôn. Rồi đánh nhanh các bạn ơi, hiệp 3 có vẻ căng hơn rồi nè. Đánh nhanh không thôi bị tấn công ấy. Rồi. Ui, quái vật nó xung quanh. Ui hiệp ba đông biệt sự. Ây da, cố lên cố lên cố lên. Ây da, ui nhiều quá quá. Và một hit cuối cùng, chết đi con boss. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Ui nhưng mà trên trời giờ quá trời quá vật. Đàn em luôn á. Tranh thủ đờ mấy con nhóc nhen này trước cái đã. Ui nó đi mà còn để lại một đống đàn em để trả thù nè. Các người đi ra không? Trời ơi quay ta nhiều vậy. Xong rồi. Ủa? Ủa mấy con kia nó cũng tan biến theo. À, nhưng mà vẫn còn một con ở đây. Còn một con thì không có suy nhê mình đâu, bắn cái chết luôn. Xong rồi, công việc còn lại của mình là lướt đồ thôi. Quầy nó rơi ra quá trời đồ luôn á. Hôm nay định cho mấy bé rồng tác chiến cùng nhưng mà ai dè lắc quá không triệu hồi ra được luôn á. Thôi nhưng mà không sao, dù sao mình cũng đã đánh bại được con boss rồi. Và đây mới đồ mà nó rơi ra nè. Wow, nhiều thiệt sự á. Chơi bớt coi. Ấy dù, đừng có nổ mất đồ tôi nha. Mới nhặt được có mấy món đồ thôi đấy. Ủa sao nhặt không được cái này ta? Ôi bị lag hay sao rồi? Để mình. Cái con nào bắn bắn. Bắn cái gì? Bắn bắn hả? Bắn ai bắn ai? Bắn nè, người ta lút đồ cũng không yên nữa. Thiệt tình. Rồi cắt bớt mấy cái đầu vô trong và nhặt đồ nè. Đó, vậy là xong rồi nha. Ui và như con boss này nó rơi ra tới mấy cái Nether Star lận, sao Nether? Đúng không ta? Ủa, 10 cái sao Nether lận. Wow, nhiều hiện sự luôn á các bạn ơi. Một con này chưa xi nhê cho lắm nha. Hay là giờ mình chịu hồi thêm con nữa ta? Giờ mình có đồ đó, về về là mình chỉ cần chế tạo thêm chìa khóa thôi là triệu hồi được thêm một cái con boss nữa trong đây ấy. Và giờ trước khi về thì mình sẽ sắp xếp đồ lại nhá. À, rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà và chữa trị vết thương cho đàng hoàng nhá. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo lại cái khối triệu hồi boss như hồi nãy nhá. Đầu tiên cần phải có một cái Demonic Soul Stone, kế tiếp là bao bọc nó bằng những viên kim cương. Và để kích hoạt được thì mình cần phải có, hồi nãy là cần 4 khối kim cương đúng không? Bây giờ thì cũng như vậy, cần có 4 khối kim cương thì mới được. Và cuối cùng á là mình sẽ làm một cái chìa khóa kim cương theo công thức như cũ, đó chính là sao Nether kết hợp với sao Glazer cũng như là kim cương á nha. Rồi giờ thì làm nốt luôn. Đây công thức nó là như vậy nè. À, đó và nâng cấp lên chìa khóa kim cương thôi. Vậy là chúng ta sắp chiến. Ê, ui còn thiếu một viên. Một viên kim cương hả? Đây bên đây có hơn luôn nè. Và làm chìa khóa kim cương nha. Rồi xong rồi đó, đầy đủ đồ để triệu hồi boss rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ xuống dưới làm hiệp 2 thôi, chứ hiệp 1 chưa đã gì hết là con boss nó ngủm của tỏi mất tiêu rồi. Rồi giờ thì xuống dưới để đánh thêm một con boss nữa cho đã luôn thôi nào. Ui đừng ra vậy. Ui mới xuống gặp ơi. Rồi để coi coi cái đấu trường hồi nãy như thế nào. Wow, cái đấu trường nó bự thiệt sự luôn á các bạn ơi. Ui nó bích luôn luôn cái đường hồi nãy mình đi nè. Không sao, giờ mình sẽ khai mở để vô trong đó để làm cái làm tiếp cái tế đàn nhá. Đây, chui vô trong được rồi. Ui bức tường kiên cố ghê á. Và để đảm bảo an toàn hơn chỗ cái cánh cổng địa ngục của mình thì mình sẽ đi xa xa hoặc là ngay giữa cái khu vực này để làm tiếp cái tế đàn thứ hai. Hình dạng thì nó cũng như cũ thôi.
Giữa là một cái trụ nè, đặt một cái demonic sao cướp lên phía trên, tiếp theo là hai cái hắc diệm thạch. Kế đến là hồi nãy là nó nằm hướng vuông góc đúng không, bây giờ là nằm hướng xéo á. Một khối ở đây, một khối ở phía này, một khối ở hướng còn lại, và cuối cùng là ở bên đây. Đó, giờ thì mình chỉ cần nâng độ cao cái này lên là khoảng 3 nhá, và đặt lên một khối kim cương giống như hồi nãy là thành công. Khối kim cương thì ở đây có sẵn. 1, 2, 3, 4. Công việc còn lại là kích hoạt thôi. Lần này là quýnh một trận cho hoành tráng nha. 1-1 luôn, không cần sự trợ giúp của mấy bé rồng cũng được, để cho đỡ lát và kích hoạt. Con này có tên là Rahova nha. Ui, không biết cái tới đàn. À, nhớ rồi, con này tới đàn thì nó sẽ kiểu như hình tròn đấy các bạn. Đợi xíu mình tiêu diệt mấy con ưa cà kẹ này cái đã. Mình muốn nhìn thấy trực tiếp cái cảnh con quét nó triệu hồi á, nên kệ với con kia đi. Nó sắp xuất hiện, nó cười rồi đó. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Ra đi con boss. Mình sẽ khai mạc bằng một phát nỏ nha. Chuẩn bị. Ra trước. Bắn vô đầu người nè. Ui, bắn một phát nỏ siêu mạnh mà nó chỉ mất tẹo máu thôi. Mình sẽ đóng băng nó. Đánh lẹ. Trước khi nó triệu hồi mấy đàn em nó ra. Đó, combo liên tục bằng hai thanh kiếm này và di chuyển xung quanh nha. Và bên cạnh đó mình sẽ ăn thêm cái này đi để tăng tốc độ chạy, dễ dàng né tránh hơn. Đánh lẹ. Đấy, kết hợp xong kiếm liền. Đánh lẹ. Ui, nó bắn cái đàn em luôn kìa. Các bạn có thấy nó nguy hiểm chưa? Ui, và những phát bắn của nó thì thường thường nhắm vào phần đầu của mình thôi. Ghê á, ghê. Đàn em của nó bắn không trúng mình luôn. Vì mình chạy xuống. Ui, nó còn có những cái làn sóng xung kích nữa. Ui, căng thẳng vậy ta. Đàn em của nó ngày càng đông á. Nhưng mà một phần là bị tự hắn giết chết bớt hết rồi. Đó, hắn bắn mình vào trúng đàn em hắn luôn chứ, bó tay thiệt. Liều nha. Ui, ui, đâu ra mấy con bự con không vậy? Hình như mỗi hiệp á thì nó sẽ tăng cái kích thước của đàn em nó lên ấy. Hiệp 2 thì có mấy cái anh cao to hơn rồi nè. Không sao. Mình nghĩ là mình vẫn có thể đánh bại được. Nhưng mà cần phải ăn một miếng đồ ăn đó đã, để chạy nhanh hơn và hồi máu. Rồi, giờ thì hết sợ rồi, quấn tiếp thôi. Quấn tiếp nè. Đừng đùa với chị. À không, đừng đùa với anh. dám đùa nè. Ui, bây giờ đã có mấy cái đầu lâu rồi, nó đang dí mình kìa. Đừng có đánh nha, đánh là phát nổ. Au. Cái gì vậy? Ui, bức tường xung kích kìa. Bức tường này mình đụng vô chắc mình chết luôn á. Cẩn thận các bạn ơi, né bức tường này ra. Ui, nó đang di chuyển, mình sẽ di chuyển phía sau thôi chứ không có vượt qua đâu, vượt qua là mất máu đó. Ây da, chữa thương. Oh my god. Ui, con boss này mới là một cái đối thủ xứng tầm nè, quýnh mình đâu quá trời luôn á. Được nha, hấp dẫn đấy. Đánh nó phải căng thẳng như vậy thì mới thích chứ, chứ đánh giống như con hồi nãy thì nó không vui tí nào hết trơn á. Để coi nào, hồi nãy cái điểm death mình đâu rồi ta? Nó bên cái đó là... Đây nè, death này mới ngõm nè. Dịch chuyển qua coi. Đụng luôn. Tiếp tục thôi. Kích hoạt mình trong bóng tối. Rồi, đánh tiếp. Hiệp 2 chưa xong nữa, mình đã ngõm rồi. Vậy là con boss này nó sẽ mạnh hơn con boss hồi nãy các bạn ơi. Ủa, nhưng mà đàn em nó có chịu ghê luôn ấy. Nó đánh thì không đau quá đâu, mà đàn em của nó thì cực kỳ đánh thốn luôn. Mình phải để cái bình chữa thương mình trái quá, để vừa đánh vừa chữa thương thôi. Rồi, giờ thì tiếp tục đánh nhau nè. Ui, căng thẳng đấy, đây là một kèo cân đấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đánh liên tục. Mình càng đánh nhanh á thì tốc độ hồi máu của mình càng cao các bạn ơi, nên cần phải tranh thủ đánh nó, chứ không được lẩn tránh đồng nghĩa với việc chết đấy. Rồi, đánh lẹ này. Dám đùa. Mình đánh dưới chân nó luôn. Ui, nó bắn ra cái gì vậy, ghê vậy. Hồi nãy mình có nhặt được vài cái gì nè. Cái này có dùng được không? Ui, mình bắn được nè. Mấy cái đầu lâu bắn được. Chuẩn thôi. Ui, súng đầu lâu. Măng. Chết quẹo luôn. À không, chưa chết. Còn một vài phát nữa. Ây da. Ui, nó hất mình lên cao vậy.
Ui không được, con boss gần chết thôi, boss gần chết thôi. Phải đánh nó phát cuối cùng. Không được. Chết đi con boss. Ây. Ây dâu dâu dâu. Chết chưa, chết chưa. À boss chết, boss chết, boss chết rồi. Oh my god. Xong rồi, xong rồi, xong rồi các bạn ơi. Ô, gì ra mình có một cái vũ khí bí ẩn nè. Mấy cái đầu lâu. Ui. Bắn một cái mình bay lên tới trên này luôn rồi. Ây da, ây. Ây da, ây. Con nào đánh vậy? Ơ. Lại bị đàn em nó quýnh. Con boss quýnh không chết, là toàn bị đàn em nó đánh chết thôi. Để bây giờ mình sẽ dịch chuyển lại. Đánh con này nè, cà khịa mình hả? Thích cà khịa không? Thích cà khịa không? Mặc nhìn trong bóng tối lên. Rồi. cái đầu lâu này là bắn kích hoạt được nha các bạn. Hay gì hồi nãy mình thấy nó không stack lực là mình nghi rồi. Giờ tụi mình sẽ nhặt đồ con boss rơi ra trước đi. Rồi tính gì tính. Đó, nhặt vô hết, nhặt vô hết. Sau mình sẽ kích hoạt lại cái này thêm một lần nữa cho các bạn xem. Bụng. Đó. Ghê chưa. Bắn một lần ra một đống đầu lâu luôn. Đó. Cũng khá đau chứ bộ. Trời ơi. Bắn con bị kìa dằn dách luôn á. Bắn dằn dách nè. Bắn nè, bắn, bắn. Ai dậu gì. Bắn nè, bắn, bắn nè. Đùa đùa không. Bắn như bay Batman luôn. Ôi chết. Chết rồi, chết rồi. Mình lỡ bắn trúng như bay Batman. Nó kéo về đây nó quýnh mình á. Mà không sao, mình có vũ khí này rồi, sợ gì nữa. Wow. Xịn ghê luôn á. Thích ghê, các bạn có thích món này không? Chứ mình cực kỳ thích luôn. Kìa tấn công liên tục kìa. Cái này đi cà kìa thì có phải nói luôn á. Wow. Mấy tên này không phải là đối thủ của mình đâu. Bắn gì thì đỡ cái gì được. Ồ, vậy là có đồ chơi mới rồi. Vừa bắn liên tục luôn. Bắn hồi cũng thấy mệt luôn á. Thôi tạm thời thì đánh xong boss rồi nên thôi mình sẽ trở về nhà nha. Vậy chị xong rồi. Hôm nay đánh lượt hai con boss sướng tay ghê luôn á. Lâu lắm á mới có một cái trận chiến đã tay như vậy. Và mình cũng đang rất là khát nước. Để bây giờ mình sẽ uống no cho đã khát nè. Và chờ đợi cho hai quả trứng rồng này nở ra để chúng ta cùng nhau chào đón thành viên mới thôi. 2000 years later. Ui nở rồi. Ủa? Ủa như sao? Sao còn có một bé vậy? Ủa? Ủa hai quả trứng rồng Ender lần mà. Ủa gì nở còn một bé nữa đâu? Ê, chưa mình tranh thủ mình bắt được một bé nào thì đỡ bé nấy thôi. Còn thịt zumba không biết có ăn được không nữa. Mình hơi nghèo rồi nên ăn tạm cái này đi em ơi. Ui em này không có kén ăn các bạn ơi, vẫn ăn được thịt. Ý đâu vậy? Vẫn ăn được thịt zumba nè. Ây da. Ngồi xuống. Một em rồi. Còn một em nữa đâu, hai em rồi mà. Ủa? Ui mình nãy giờ mình ngồi trong nhà mình sắp xếp đồ lại các kiểu mà mình quên để ý ấy. À đây nè. Hai em này mình chưa thuần phục. Rồi chịu luôn. được. Rồi tạm thời thì mình sẽ coi amulet còn thừa không ta. Mình không còn thừa amulet. Thôi đi cho em này đứng lên. Rồi ẩm vô nhà. Vô nhà em ơi. Vậy là sống rồi, vậy là hai quả trứng rồng Ender đã kịp nở trong ngày hôm nay luôn. Em hồi nãy như ở trước nhà đúng không? À đúng rồi, em này ở trước nhà thôi. Ở trước nhà chơi chung với bé sói. Ủa bé em vòng kia. Ấy, đi đâu vậy? Ra ngoài. Thiệt tình nghịch kia luôn á, đúng là gồng con nghịch thiệt á. Đừng có chạy nữa. Rồi ngồi đây, một em cái nè. Còn em này là gồng cái được. Ui một cái một đực luôn. Mình được một cặp luôn á. Vui quá, vì là lần này mình up là được một cái nha. Chứ không phải là toàn là gồng cái giống như mấy lần trước nha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ cho mấy bạn gặp mấy bé rồng lần cuối thôi. Đây, rồng Arthur nè, nó đã đồng hành cùng mình cũng trong khá là nhiều chuyến khám phá đó. Kế tiếp là rồng lá đi. Ngồi xuống, cho em này ngồi xuống hết. Kế tiếp là rồng băng nè. Bé băng là bé rồng đầu tiên mà mình sở hữu á, nên mình cực kỳ thích luôn. Rồi tới bé lửa nè. Cho bé lửa ngồi xuống. Rồi tới rồng Enchan.
hồi xưởng luôn. Một xíu thì mình sẽ cho ăn hết nha. Không biết mình có nhiều cái thịt rồng không hay không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng cho mấy em này đều ăn thịt rồng để kiểu như là bồi bổ sau cái chiến khám phá, à không, cái trận đánh vừa rồi nha. Mặc dù đánh không có nhiều, thậm chí có em còn chưa đánh nữa, nhưng mà cũng đã kiểu như là trải qua những cái khoảnh khắc căng thẳng cùng với mình ấy. Đây cho em rồng Nether ngồi xuống nè, và cuối cùng là em rồng Terra. Ui đứng chặt săn mình luôn á, săn mình nhỏ quá nên không có chứa nổi á. Ngồi xuống đi. Ê bị gì á? Ủa bị gì ấy? Không biết sao bị mất máu nữa. Rồi vô trong nhà gom mấy cái thịt rồng ra coi nào. Không biết mình còn nhiều không ta? Để coi thịt rồng thì... Ui còn nè, một đống luôn, dư sức nha. Mình sẽ ăn cùng mấy bé luôn cho vui. Đây đầu tiên là cho rồng Terra ăn trước nè. Đó, ăn để cho mau lành nha. Rồng lá cũng vậy. Rồi tới rồng Nether. Rồng băng nè. Rồi tới rồng lửa. Rồng enchant. Và em này là rồng xanh lai cũng như là rồng bảo táp nha. Mấy bé rồng con thì cũng cho luôn. Cho ăn lên rồng. Ăn sang á, người ta lớn người ta mới được ăn á. Cho rồng ít. Nhưng mà mấy bé này no rồi. Đó, vậy là xong rồi. Mình sẽ ăn chung mấy bé nha. Ui. Ăn xong bóp cháy luôn nè. Mình không có khăn lửa chắc nhiều khi mình chết cháy á các bạn ơi. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái trận khám phá này rồi. Sở hữu được một vàng rồng có thể nói là khá là hùng hậu. Tuy nhiên hai cái bé rồng này á chỉ vừa mới nở thôi, còn khá là baby. Để có dịp thì mình sẽ nuôi nấng mấy bé rồng này cho khôn lớn và trang bị những cái giáp rồng giống như mấy bé rồng trưởng thành này nhá, để cùng mình khám phá cũng như đánh nhau với những con boss cực kỳ mạnh. Mặc dù mình không thể nào triệu hồi một lần nhiều em được vì nó sẽ gây ra giật lag á, nhưng mà mỗi trận khám phá thì mình sẽ cố gắng dẫn được mỗi em đi cùng mình á. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trải qua một trận chiến rất là căng thẳng với hai con boss hùng mạnh nhất trong thế giới. Mặc dù mình chỉ triệu hồi được mấy em rồng này một lần thôi trong cái trận chiến đầu tiên á, nhưng mà mấy em ấy cũng đã góp rất nhiều công sức vào để đánh bại con boss đó cùng với mình á. Và trong những chiến khám phá sắp tới thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể gặp được những con boss mạnh hơn nè, và gặp được nhiều điều thú vị hơn để cùng nhau khám phá nhá. Và chắc là cái chặng đường luyện rồng của mình chỉ dừng lại đây thôi các bạn ơi. Mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại mấy bé rồng này ở phần chơi gần nhất nha. Rồi và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt những thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.